Xin chào mọi người. Hay. Rồi. Trước khi đi đến phần nội dung của buổi hôm nay thì vẫn là phần giới thiệu qua về thi thử GRPT online miễn phí. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã có đợt thi thử thứ 2 rồi, đúng không ạ? Không biết là kết quả thi thử của đợt thứ 2 của mọi người như thế nào, có khả quan không ạ? Có khả quan hơn đợt thứ nhất không mọi người? Hay, xin chào tất cả mọi người nha. Hay. Và chúng ta vẫn còn 3 đợt thi thử vào các dịp cuối tuần. Các dịp cuối tuần tiếp nữa, mọi người hãy sắp xếp thời gian để tham gia mọi người nhé. Ok. Và hôm nay vẫn là buổi livestream trong series tiếp sức mùa thi GRPT tháng 12/2024 của Dũng Modi, với nội dung đó là phần ngữ pháp bài đục lỗ. Ok. Có bạn nào cảm thấy khó khăn ở môn đai này không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài này mọi người nhé. Làm thế nào để được thi thử ạ? Thi thử thì rất là đơn giản, mình đăng ký một tài khoản miễn phí mọi người nhé. Đăng ký một tài khoản miễn phí trên website hoặc là trên app của Dũng Modi. Đó, sau đấy là mình vào thi thử bình thường thôi. Không phải mua, không phải gì cả. Nờ mấy đây xem xem. Bài này thì nó sẽ là dạng bài, tức là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách làm của cái dạng bài này. Dạng bài này thì nó sẽ xuất hiện ở trong các level N3, N2, N1 mọi người nhé. Cái phần luyện tập thì chúng ta sẽ chủ yếu luyện tập ở N3, N2. Ok không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cách làm bài của cái dạng bài đục lỗ phần ngữ pháp mọi người nhé. Đây sẽ là một trong số những cái dạng bài được cho là khá là khó, và có rất là nhiều bạn thì hay bỏ qua cái môn này bởi vì cảm thấy là làm vừa bị mất thời gian này, xong đấy làm lại còn hay sai nữa, đúng không? Nên là mình thường sẽ là ưu tiên những môn đai khác và để cái môn đai này lại cuối cùng, và có thể nếu thiếu thời gian thì mọi người sẽ khoanh mừa luôn, đúng không? Rồi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua các bước làm bài của cái bài, của cái dạng bài đục lỗ này trước đã. Các bước mọi người nhá, làm sao để chúng ta có thể giải quyết cái bài này một cách nhanh gọn lẹ hơn, không bị tốn quá nhiều thời gian trong kỳ thi, đúng không ạ? Cái bước đầu tiên, cái bước này thì có thể không tùy vào từng bài. Bước đầu tiên, đấy là sẽ khuyến khích mọi người sẽ đọc cái đề bài, cái tiêu đề ấy mọi người. Cái tiêu đề hoặc là cái tình huống mà người ta đưa ra cho cái bài đấy nhá. Chúng ta sẽ đọc cái đề bài hoặc là cái tiêu đề của cái đoạn văn đó nếu có. Tức là có bài sẽ không có, còn có bài thì sẽ có, đúng không ạ? Đấy, đọc tiêu đề này. Hoặc nếu mà không có cái đấy thì các bạn có thể đọc lướt một câu, một đến hai câu đầu tiên của bài, để nắm bắt qua xem là đại khái cái bài này nó sẽ nói về cái nội dung gì. Đại khái thôi, đúng không? Một hai câu đầu là chúng ta đã nắm bắt được là người ta sẽ nói về cái gì rồi. Được chưa nào? Đấy là cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên đúng không? Bước số 1 đúng không? Rồi đến bước số 2 thì chúng ta sẽ nhìn nhanh. Nhìn nhanh qua vị trí các cái phần đục lỗ, hay còn gọi là những cái chỗ trống á. Được chưa? Và lướt qua đáp án của các câu, bốn đáp án của các câu để xem là đề bài người ta đang đố chúng ta, hay là người ta đang muốn chúng ta giải quyết cái dạng bài như thế nào. Ở bài đục lỗ sẽ có những dạng bài như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút nhá. Rồi, khi mà lướt qua như vậy rồi, cả hai cái phần này mọi người, cái này chắc là hết tầm 3 giây. Cái bước đầu tiên, bước thứ hai chắc nó chỉ mất tầm 3 đến 5 giây thôi mọi người. Nó rất là nhanh, nói là bước nó rất là nhanh luôn. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào việc là xử lý từng câu một. Xử lý từng câu theo từng dạng bài. Nhá, lát nữa chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về cái bước này. Và có một cái lưu ý ở cái môn này, ở cái bài này, đấy là mọi người không cần phải đọc quá xa cái vị trí đục lỗ, để tránh cái việc là chúng ta bị lạc đề. Nhá, chúng ta cứ đọc tập trung chủ yếu vào cái phần, cái câu hay là cái đoạn mà có chứa cái phần đục lỗ ấy, để tiết kiệm thời gian. Được chưa ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút xem là ở trong bài đục lỗ, trong cái môn đai đục lỗ thì nó sẽ có những dạng môn đai như thế nào. Dạng đầu tiên đúng không ạ, là dạng đố về liên từ, hay còn gọi là từ nối đấy mọi người. Tức là người ta sẽ yêu cầu chúng ta phải tìm một cái từ nối để có thể nối được hai câu, nối được hai câu hoặc là hai vế của cái câu đó lại với nhau. Các cái từ nối sẽ là những cái từ như nào ạ? Thì chúng ta sẽ có một số những cái từ nối như thế này. Các bạn có thể nhìn lướt qua một chút để chúng ta cùng nhau ôn lại về những cái từ nối như này mọi người nhé. Tại vì là có thể là chúng ta đọc hiểu, nhưng mà chúng ta không biết cái từ nối đấy có nghĩa là gì thì chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề, đúng không ạ? Đó, nên là chúng ta sẽ phải biết được ý nghĩa của các cái từ nối ở trong cái đáp án đấy, đúng không ạ? Đầu tiên sẽ là những cái gì đấy, những cái liên kết, những cái từ nối nó thể hiện cái mối quan hệ là nguyên nhân kết quả, do đó này, vì vậy này, hoặc là khi đó thì, đúng không? Như là sokode, sono tame, yue ni, shitagatte, hay là suruto, đều là do đó, vì vậy, hoặc là nếu mà như thế thì ngay lập tức, đúng không? Đó nhá. Tiếp theo là những cái liên kết nghịch, cái này thì gặp vô cùng nhiều luôn, đọc hiểu nghe hiểu các bạn cũng gặp, đúng không? Nó sẽ thể hiện cái mối quan hệ trái ngược với nhau,
Nhưng mà tuy nhiên đấy, đúng không? Đó, shikashi này, sore ni mo này, ni kakawarazu này, rồi nano ni này, daga này, rồi tada này, đúng không? Ừ, tada desu ga, keredomo, vân vân. Đó, đều là cái liên kết nghịch thể hiện cái mối quan hệ là tuy nhiên, à, đúng không? Tuy nhiên, dù vậy thì ba chấm. Ok chưa nào? Ừ, ok. Em nói lại ý nghĩa các từ nối đó nhé. À, chị Hằng ơi, các cái từ nối này có ý nghĩa mình đã có phần phần khoanh ở trên này rồi, nghĩa nó sẽ chung chung như vậy nhá, chúng ta sẽ không cần phải nhắc lại từng từ nữa được không ạ? Rồi tiếp theo tương tự như thế, chúng ta sẽ có những cái liên kết thể hiện cái sự bổ sung thông tin, dịch là ngoài ra này, hoặc là hơn nữa này, hay là và, đúng không? Và này, hơn nữa, rồi hơn thế nữa, đó đều là một cách dịch thôi mọi người ạ, được chưa? Tương tự như thế, liên kết thể hiện cái sự so sánh, trái ngược lại thì thế nào đấy, như là 一方で, mặt khác, đúng không? Rồi 逆に反面, rồi nhá, đều là thể hiện cái sự trái ngược lại, được chưa nào? Cuối cùng là gì đấy, liên kết giải thích bổ sung, dịch với các cái cách, với các cách dịch là nghĩa là này, hay nói cách khác là này, là というのは ちなみに, cái ちなみに thì nó sẽ dịch là nhân tiện thì, mọi người nhá, nhân tiện thì. Rồi, hay là つまり, còn có cái 要すると, nói tóm lại là đấy nhá. Hay là なぜかというと, là nếu mà hỏi là tại sao thì đuôi nó sẽ luôn luôn đi với からです, đúng không? からです, là vì, được chưa? Là vì. Ok. Rồi, còn hai phần nữa chúng ta có thể cùng nhau ôn thêm một chút, đó là khi mà chúng ta muốn chuyển chủ đề, chuyển nội dung sang một cái nội dung khác thì chúng ta có ところで, nhân tiện thì nhá. Hay là それでは, à vậy thì, さて, ngoài ra, hay là sau đây, đúng không? Ý là sau đây tôi sẽ bắt đầu nói đến một cái nội dung nào đó đấy. ともあれば, đó. Tương tự như thế, liên kết thể hiện cái sự lựa chọn hoặc là hay là thì chúng ta có または, もしくは, あるいは, hoặc là còn có một cái là gì ạ? Cả, đúng không? Cả. Đó. Thì thể hiện là hoặc là cái này hoặc là cái kia, được chưa? Thì đấy là một số những cái từ nối hay còn gọi là liên từ mà thường hay xuất hiện trong những cái bài đục lỗ của chúng ta. Mọi người có thể ôn lại nhé. Hai. Rồi. Đấy là dạng bài đầu tiên, dạng bài về liên từ. Vậy thì dạng bài thứ hai mà chúng ta cũng rất là hay gặp ở bài đục lỗ, đấy là dạng bài về chỉ từ. Chỉ từ. Chỉ từ của chúng ta thì có cô, so, a, tức là これ, それ, あれ, đúng không? こんな, そんな, あんな, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ gọi những cái dạng bài như vậy, gọi là dạng bài chỉ từ, đúng không ạ? Vậy thì để mà xác định, tức là để mà làm được cái dạng bài chỉ từ như thế này, chúng ta sẽ làm như nào ạ? Chúng ta sẽ xác định xem là trước đó, tức là trước cái câu có cái chỉ từ đó, nó có hay là đã xuất hiện cái nội dung nào, cái nội dung nào chưa? Ví dụ đang nói về cái điện thoại chẳng hạn, thì chúng ta phải xem là trước đấy đã từng xuất hiện một cái điện thoại nào chưa? Đã từng miêu tả về một chiếc điện thoại nào đó chưa? Nhớ. Nếu mà chưa từng xuất hiện một chiếc điện thoại nào đằng trước, chưa từng nhắc đến một cái loại điện thoại nào đằng trước đấy, thì chúng ta có thể sử dụng được chỉ từ không mọi người? Không, đúng không? Không thể nào mà sore kore ở đây được, đúng không nào? Rồi. Tiếp theo một dạng bài thứ ba nữa, đấy là dạng bài đố về ngữ pháp hoặc là một từ vựng. Đây là một cái bài nằm trong khuôn khổ đề thi ngữ pháp, đúng không mọi người? Thì nó sẽ chắc chắn phải đưa ra cho chúng ta những cái câu đố về ý nghĩa của ngữ pháp. Đấy. Ngoài ra thì nó có thể sẽ có những câu mà người ta kết hợp từ vựng và ngữ pháp, hoặc nó chỉ có một ngữ pháp thôi, hoặc là chỉ có mỗi từ vựng thôi. Đấy. Thì khi này chúng ta sẽ phải làm sao? Phải tìm, đúng không? Phải nắm được ý nghĩa của các từ vựng, ngữ pháp và điền vào cái chỗ trống. Đọc cái câu chứa cái phần đục lỗ đấy lên, sau đấy thì tìm cái ngữ pháp, tìm cái từ vựng phù hợp để ghép nó vào, được chưa? Rồi, ok, thì đấy là bốn dạng bài cơ bản trong phần đục lỗ của chúng ta mọi người nhé. Đấy là bốn dạng bài cơ bản. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thử luyện tập với dạng bài đục lỗ của N3 trước, được không ạ? Của N3 trước. Hai, đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có như này, chúng ta sẽ vì là màn hình cũng có hạn nên là chúng ta sẽ đi từng đoạn từng câu một mọi người nhé. Từng đoạn từng câu một. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có đoạn như thế này. Cái bước đầu tiên vừa nãy chúng ta nói với nhau đấy là làm gì đấy ạ? Đọc tiêu đề nếu có, đúng không? Hoặc là nếu không có tiêu đề chúng ta sẽ thử đọc 1 đến 2 câu đầu tiên để nắm bắt qua xem là cái đoạn hay là cái bài văn này người ta sẽ nói về cái nội dung gì, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây mọi người hãy thử nhá. Mọi người thử và làm câu số 1, được không ạ? Thử làm câu số 1.
Nào mọi người có thể thử bắt đầu làm câu số 1 nhé. Chúng ta sẽ đọc câu số cái câu đầu tiên lên để xác định chủ đề của nó trước, đúng không ạ? Nihon ni wa machi no iroiro na tokoro ni jidon hanbaiki ga arimasu. À, ở Nhật thì làm sao? Ở Nhật thì làm sao đây mọi người? Ở Nhật thì có những chiếc máy bán hàng tự động đặt ở nhiều nơi trong trong thành phố. Tức là rất là nhiều nơi trong thành phố thì người ta có đặt những chiếc máy bán hàng tự động ấy. Đấy, rồi. Thì đại khái cái bài này đang nói về Nhật Bản, đang nói về những chiếc máy bán hàng tự động rồi, đúng không mọi người? Đó, rồi. Vậy thì cái bước tiếp theo chúng ta cần làm là gì ạ? Bước tiếp theo chúng ta cần làm, chúng ta sẽ nhìn luôn vào vị trí đục lỗ số 1. Nhìn xuống 4 đáp án xem đây là dạng bài gì. Được chưa? Dạng bài gì đấy ạ? Đố về gì đấy ạ? Đố về ngữ pháp. Đúng không? Đố về ngữ pháp. Bởi vì là 4 đáp án chúng ta có 4 cái từ vựng giống nhau y xì. Chúng ta không có gì để mà phân vân về từ vựng cả. Chúng ta chỉ so sánh cái ngữ pháp thôi. 4 ngữ pháp ở đây. Được chưa? Đấy, xác định được điều đấy xong, chúng ta chưa cần dịch luôn xem đây là ngữ pháp gì nhá. Chúng ta đi lên đọc luôn cái câu mà có chứa cái phần đục lỗ này. Từ đâu đây? Đây đúng không? Đọc cái câu có chứa phần đục lỗ lên trước. Đấy, đọc câu đấy lên trước và thử ghép. Thử ghép. Nếu mà đọc lên rồi thử ghép vẫn không ghép được thì chúng ta mới bắt đầu đọc mở rộng. Thường sẽ là mở rộng lên đằng trước mọi người nhá. Mở rộng lên phía trước, đúng không ạ? Rồi, các bạn có chọn được đáp án của câu số 1 chưa? Câu số 1 có bạn nào có đáp án chưa ạ? Nào, đọc thử câu này lên mọi người nhá. Nihon e kita bakari no toki wa. Ngắt ở đây đúng không? Konna ni ironna tokoro ni jidon hanbaiki ga aru no ni. Aru no ni. Kowasaretari okane o nusumaretari shite inai koto ga fushigi. Cái từ fushigi là cái từ mà mình biết chắc chắn nó sẽ đọc ở đây rồi. Đúng không? Rồi, xin có thấy bạn Hồ Bình chọn được đáp án số 1. Bạn Bé Đặng chọn đáp án số 3. Rồi, có hai bạn nhưng có hai đáp án rồi. Rồi chúng ta tiếp tục cùng nhau dịch nhá. Vậy thì chúng ta dịch từ đây. Cái lúc mà tôi vừa bước chân đến Nhật ý, thì làm sao? Thì cái việc này đã khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Ngữ pháp của nó như thế nào? Thì lát nữa chúng ta sẽ xem, chúng ta dịch cái nội dung của cái câu đấy trước đúng không? Cái việc này đã khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Vậy thì cái việc gì ạ? Cái việc mà có rất là nhiều những cái máy bán hàng tự động được đặt ở khắp nơi như thế này. Vậy mà nó lại không bị làm hỏng, không bị trộm cắp. Đó, thì cái điều đấy khiến tôi kỳ lạ đúng không? Rồi, ok, Quỳnh Như chọn 1 ạ, Mỹ Sang chọn 1 ạ. Có ai có đáp án khác nữa không? Nào, chúng ta đã cùng nhau dịch đến đây rồi. Bây giờ chỉ còn xác định ngữ pháp nữa thôi đúng không ạ? Xác định ngữ pháp nữa là chúng ta chọn được đáp án rồi. Số 1 chúng ta có gì ạ? Fushigi de shikata ga arimasen deshita. Shikata ga arimasen là gì? Là rất là cực kỳ là vô cùng đúng không? Rất là cực kỳ là vô cùng. Tôi cảm thấy rất là lạ. Tôi cảm thấy rất là lạ vì ủa, sao có nhiều máy bán hàng tự động đặt ở khắp nơi như thế này mà không hề bị làm hỏng, không hề bị trộm cắp. Dịch câu lên nó có xuôi không ạ? Nó có phù hợp với nội dung không ạ? Rồi, nếu mà dịch đến đấy ok thì các bạn cứ để đấy đã và chúng ta so tiếp ba đáp án còn lại nhá. Số 2. Rồi, câu số 2 thì chúng ta sẽ có là ni chigai arimasen deshita. Chính là cái mẫu câu nichigai này, chắc chắn là đấy. Đúng không? Chắc chắn là. Đó. Nichigai này thể hiện cái sự phán đoán đúng không mọi người? Phán đoán. Vậy thì cái bài này có phải đang nói là tôi đoán là hay là chắc chắn là thế nào đấy không? Có cần phán đoán không mọi người? Mình đang kể mà. Đúng không? Kể theo cái dòng suy nghĩ của mình. Đó, nên là ở đây câu này sẽ làm sao? Và sự không có chắc chắn là ở đây nhá. Tiếp theo, ni sugimasen deshita. Ni suginai đấy mọi người. Ni suginai nghĩa là gì nhỉ? Chỉ đơn thuần là ba chấm thôi, đúng không? Xem nhẹ một cái gì đấy. Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi, một nhân viên cấp thấp thôi, nên là tôi không thể nào quyết định được chuyện đấy đâu, chuyện đấy phải hỏi giám đốc cơ, chẳng hạn như vậy, đúng không? Thì cái nhí sugi nai này nó sẽ là hạ thấp một cái gì đó xuống nhá. Thế nên là câu này có phù hợp không ạ? Không luôn, đúng không? Và cuối cùng, demo kamaimasen deshita. Demo kamawanai. Dù là như thế cũng không sao, dù là cảm thấy kỳ lạ cũng không sao đâu. Thì có đúng không ạ? Rồi, ok chưa? Khi mà chúng ta dịch được câu lên và ghép ý nghĩa của ngữ pháp vào thì chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ tìm được cái câu mà nó thể hiện cái sắc thái nó phù hợp với cái nội dung mà bài nó muốn truyền đạt. Ok chưa? Chúng ta giải quyết xong câu đầu tiên mà chỉ cần đó, về cơ bản chúng ta chỉ đọc mỗi cái câu này thôi, đúng không? Đọc mỗi câu đấy thôi nhá. Tiếp theo chúng ta đến với câu tiếp theo. Chúng ta đến với câu tiếp theo, câu số 2. Câu số 2 thì vị trí đục lỗ nó nằm ở đây.
nằm ở đây, đúng không? Chúng ta nhìn luôn xuống bốn đáp án xem nó là dạng bài gì. Nó có cùng một động từ. Nước sư mự là trộm, trộm cắp, đúng không? Vậy thì nó sẽ đố chúng ta về mặt ngữ pháp. Nó sẽ đố chúng ta về mặt ngữ pháp. N1 có vào những câu như này không cô? N1 cũng sẽ tương tự, nó tăng độ khó về ngữ pháp, tăng độ khó về từ vựng, tăng độ khó về chủ đề thôi nhá. Chứ còn dạng bài thì nó vẫn thế. Dạng bài nó vẫn thế, dạng bài chung luôn. N3, N2, N1 đều tương tự như nhau. Được chưa? Rồi. Đó, vậy thì chúng ta sẽ đọc cái câu có chứa phần đục lỗ đi ạ. Ủa, cả câu luôn hả? À đây. Đây. Đây đúng không? Rồi. Watashi mo, đúng không? Watashi mo jidō hanbaiki kara okane o nusumu đã. Tạm thời mình dịch cái động từ nusumu vào đây đã. Ăn trộm đúng không? Okane o nusumu hito wa ichido mo mita koto ga arimasen. Bản thân tôi cũng chưa từng nhìn thấy lần nào. Chưa từng nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái người ăn trộm tiền từ cái máy bán hàng tự động đó. Đấy, đúng không? Bản thân tôi thì cũng chưa từng nhìn thấy ai hay là nhìn thấy người nào ăn trộm tiền từ cái máy bán hàng tự động đấy. Rồi, có Quỳnh Như chọn đáp án số 4 à? Nusunde hoshi ạ. Nusunde hoshi ạ. Bé Đặng chọn 2 là nusumo tosuru. Nào. Câu chuyện từ nãy đến giờ chúng ta nắm bắt được thông qua câu đầu tiên này, câu chứa câu đục lỗ thứ nhất này và câu chứa câu đục lỗ thứ hai là nói về máy bán hàng tự động. Bạn này thì cảm thấy rất là kỳ lạ, bởi vì sao là nhiều nơi có máy bán hàng tự động đặt khắp nơi thế mà lại không bị ăn trộm, không bị làm hỏng, đúng không? Và đến câu này thì chúng ta biết thêm thông tin nữa là tôi, bản thân người nói, bản thân tác giả ở đây thì cũng chưa từng nhìn thấy cái người nào trộm tiền từ máy bán hàng tự động cả. Đó. Quỳnh Như 4 là người muốn trộm tiền từ máy bán hàng tự động á. Nào dịch lại đế hoshi nào. VT hoshi là gì nhỉ? Mình muốn người khác, mình hy vọng người khác sẽ làm một cái hành động gì đấy. Được chưa? Hành động là người khác làm. Mình muốn người khác, mình hy vọng người khác sẽ làm một hành động gì đấy. Rồi, nhớ lại nhá, nhớ lại về VTOC nhá. Mỹ Rằng chọn 2, Lịch Nguyễn chọn 2, Tiến Mạnh 2, Sử Nữ 2. Văn Sang đã có dịch này, một là dễ ăn trộm, hai là có ý định ăn trộm. Số 3 là ăn trộm là được. Rồi, số 4 là muốn được ăn trộm cho, rất là chính xác luôn. Phải dừng lại thả tim cho bạn Sang mới được. Anh Nam 2, tuyệt vời quá. Câu này ăn điểm rồi ha. Đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 2, Nusumo Tosuru. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 4 cái đáp án này xem nó có lần lượt ý nghĩa là gì. Số 1 rất là đơn giản, Nusumitai, muốn ăn trộm. Muốn ăn trộm chắc chắn ghép lên nó không hợp lý rồi đúng không? Nusumo Tosuru, đây là Veyo Tosuru nhá. Veyo chính là động từ chia về thể ý chí cộng với Tosuru. Thừa một chữ tố rồi. Tosuru là định làm gì đó, cố gắng làm gì đó. Đấy, tức là tôi chưa từng nhìn thấy ai mà định trộm tiền từ cái máy bán hàng tự động kia cả. Đó, tức là có ý định này, đúng không? Định trộm tiền từ cái máy bán hàng tự động kia cả. Được chưa? Thế này chúng ta có đáp án số 2 phù hợp rồi nhá. Số 3 là nữ sư mẹ bà ý, nếu mà ăn trộm là được. Đúng không? Ghép vào nó câu nó rất là hên đúng không? Số 4 là nữ sư đê hô chị, là muốn người khác trộm cho mình. Muốn người khác trộm cho. Đấy. Rồi. Hay. Ok, đó là câu số 2 được chưa ạ? Câu số 2. Tiếp theo chúng ta đến với, mọi người thấy đoạn số 3 không ạ? Đoạn số 3 không có phần đục lỗ luôn. Chúng ta tạm thời gác qua nhá. Đi đến câu số 4. Câu số 3. Câu số 3 ở đây. Câu số 3 thì các bạn thấy là vị trí đục lỗ nằm ở đây. Và cái nội dung ở 4 đáp án số 3 thì nó đang là những cái từ gì ạ? Từ nối, những cái liên từ. Đúng không ạ? Vậy thì để mà làm được cái dạng bài từ nối, chúng ta bắt buộc phải đọc câu trước và câu sau. Đọc hai câu, câu trước và câu sau, để mình xem là cái mối liên hệ giữa câu trước và câu sau là gì. Vậy thì chúng ta sẽ phải, tôi chết rồi, lộ mất rồi. có bạn nào lỡ nhìn thấy đáp án không? Xóa ký ức đi nhá. Chúng ta sẽ đọc câu đằng trước của nó, đúng không? Đọc một câu đằng trước của nó. Đấy là gì ạ? Nhà okashi ya soba nado no tabemono mo kau koto ga dekiru no desu. Tức là có thể mua được cả những cái đồ ăn như là bánh kẹo hay là mì soba. Bánh kẹo hay là mì soba, tức là ở cái máy bán hàng tự động này, không chỉ là mua được nước chẳng hạn đúng không, đồ uống chẳng hạn, mà còn có thể mua được bánh kẹo rồi mì các thứ. Đấy, rồi ok. Sao các bạn đã chọn được đáp án rồi? Rồi, tiếp theo. Về đằng sau của nó là gì ạ? Hitotsu dake zannen na ten ga arimasu. Tức là có một cái điểm mà khiến tôi cảm thấy đáng tiếc. Về đằng trước là gì ạ? Là nó không chỉ mua được đồ uống mà nó còn mua được cả, mà ở đấy mình còn mua được cả đồ ăn, các thứ cơ, đúng không? Tức là đang nói về cái sự tiện lợi. Còn đằng sau thì lại thể hiện cái sự gian nan, sự đáng tiếc. Vậy thì cái mối quan hệ giữa câu trước và câu sau đây là mối quan hệ gì? Là bổ sung thông tin, là nguyên nhân kết quả,
hay là thể hiện cái sự trái ngược. Đó, được chưa? Thì số 1, sore kara, và này, sau đó thì này. Đúng không? Rồi, số 2 là demo, thế nhưng mà. Số 3 là sore tomo. Đấy, dù là như vậy đúng không? Số 4 là sarani. À, sarani là hơn nữa đúng không nào? Sarani là hơn nữa. Rồi, ok. Đáp án của chúng ta chính xác là thể hiện cái mối mối liên kết nghịch, cái sự trái ngược ở đây. Đúng không? Sự trái ngược ở đây. Đó. Cái máy bán hàng tự động thì không chỉ là mua được đồ uống mà còn mua được cả đồ ăn các thứ nữa cơ. Thế nhưng mà có một cái điểm mà khiến tôi cảm thấy đáng tiếc, 3.3 chấm. Đúng chưa? 3.3 chấm. Nhá. Rồi, còn cái đáp án số 3 vừa nãy các bạn chọn sore tomo, đúng không? Sore tomo. Sore tomo. Đó, thì nó sẽ không phù hợp. Được chưa? Sore tomo. Chúng ta có thể dịch cái này là hoặc là hay là gì đấy. Nhá. Hoặc là hay là, dùng là liên kết từ thì nó sẽ phù hợp hơn mọi người nhá. Rồi, vậy thì ngay đằng sau nó, ngay đằng sau nó sẽ có luôn câu số 4. Câu số 4 là một chỉ từ đúng không mọi người? Là một chỉ từ. Kore, are, sore và dore. Câu đằng trước thì mình vừa đọc rồi, là có một điều khiến tôi cảm thấy đáng tiếc. Đó, 3 chấm. Donna nomimono ka wakari nikui koto desu. Đó chính là gì đấy? Khó để biết được rằng đó là cái món đồ uống như thế nào. Tức là khi mà mình mua ấy, mình sẽ khó biết được trước là đấy là cái món đồ uống như thế nào. Nếu là không được uống thử, không hiểu rõ, không biết rõ là cái món đồ uống mình sắp mua, sắp uống kia nó sẽ là có cái vị như thế nào, các thứ chẳng hạn, đúng không? Vậy thì nó sẽ là đây là, kia là, đó là hay cái nào. Đó. Cái này thì phần tiếng Việt chúng ta cũng khá là dễ để ghép vào đúng không? Mình dịch thử hai câu lên là chúng ta sẽ ghép được thôi. Các bạn có chọn được đáp án của câu này đúng không ạ? Rồi. Câu này các bạn sẽ chọn được đáp án số mấy nhỉ? Câu số 4 đáp án số mấy đây mọi người? Có một điều khiến tôi cảm thấy đáng tiếc, 3.3 chấm. Điều đó đằng trước đã được nhắc đến chưa? Điều đó đằng trước đã được nhắc đến chưa? Hoàng Minh chọn 3, Bách Grát Vân chọn 3, Tiến Đạt 3, Bảo Long 3, Anh Nam 3, Bé Sử Nữ 3, Công Mạnh 3, Huân Lê 3. Rồi, ok. Đấy, đáp án số 3, số D mọi người nhá. Đó là, đúng không? Có một điều khiến tôi cảm thấy đáng tiếc, đó là. Đó là gì? Đó là mình khó để biết trước được là cái đó, đó sẽ là cái món đồ uống như thế nào. Rồi, chính xác. Là một điểm đáng tiếc, đúng không? Ok. Và cuối cùng sẽ là câu số 5 ở đây, đúng không? Câu số 5. Sono mondai 3 chấm nakereba. Đó. Jito hanbai ki wa tottemo subarashi mono da to omoimasu. Nếu mà không gì đấy, môn vấn đề đó, thì tôi nghĩ rằng cái máy bán hàng tự động nó sẽ là một cái món đồ, sẽ là một cái thứ mà rất là subarashi, rất là tuyệt vời. Đó, đúng không? Chúng ta có 4 đáp án: sae, sura, made và nomi. Quan trọng ở đây mọi người chỉ cần nhớ cái điểm ngữ pháp nào kết hợp với ba là chúng ta đã ra được kết quả rồi mọi người ạ. Hải Sơn chọn 1, Kaka Linh chọn 4, Văn Sang chọn 1. À, câu này người ta cũng lừa mình ha. Công Quảng 1, Sử Nữ 1, Mỹ Sang 1. Rồi, ngay cả thậm chí 1 là ngay cả thậm chí. Thế thì chưa được. Nếu mà chọn 1 mà dịch 2 cây cả thậm chí là chưa được rồi. Quỳnh Như 1, Trọng Hải 1, Bảo Long 1, Anh Kiều 1. Rất là chính xác rồi nhá. Sae, sae bà mà nhá. Sae bà, sae na kere bà. Chỉ cần. Chỉ cần. Đó, chứ nó không phải đơn thuần là sai. Nếu chỉ đơn thuần là sai không đi với bà ấy thì sai với sư đao đang làm sao? Nó đang có cái sắc thái nghĩa tương tự như nhau. Đấy, đến ngay cả trẻ con nó cũng biết ấy. Đúng mọi người? Thì cái sư đao đang bằng với sai. Tuy nhiên, ở đây nó không phải là sai không mà nó đang là mẫu câu ngữ pháp sai bà. Sai bà, sai na kế để bà. Chỉ cần hay là chỉ cần không thế nào đấy. Chỉ cần không có cái vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng cái máy bán hàng tự động sẽ là một cái món đồ, một cái thứ rất là tuyệt vời. Đúng không? Quay xe rồi đúng không? Rồi. Đó. Lý do tại sao mà suda nó không đúng đúng không? Ma đế là đến này, nomi là chỉ này. Thì cái gợi ý đầu tiên của mình đã gợi ý cho mọi người rồi, đấy là chúng ta tìm một cái điểm ngữ pháp nào kết hợp với bà. Tìm cái điểm ngữ pháp kết hợp với bà. Được chưa nào? Đó, vậy thì đến đây chúng ta đã giải quyết xong một bài đục lỗ mà mọi người thấy là chúng ta có thể loại bỏ, có thể bỏ bớt được khá là nhiều nội dung. Chúng ta không cần phải đọc hết cả bài đúng không ạ? Đó, nhá. Ở N3 thì có thể là cái bài nó không quá dài. Bài nó không quá dài. Nhưng mà đến N2 là 1 thì bài nó sẽ dài hơn. Mọi người nhá. N2 là 1 bài nó sẽ dài hơn. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bài với level khó hơn một chút, N2 đúng không ạ? Rồi.
Mọi người đã hình dung ra được cách làm chưa? Mọi người hình dung ra được cách làm chưa? Đó, tương tự với một bài, với một cái chủ đề rất là quen thuộc với chúng ta, đấy là coronavirus. Virus corona đúng không ạ? Virus corona. Đó, thì các bạn có thể đọc luôn câu đầu tiên. Nếu có tiêu đề, đọc tiêu đề. Nếu không có tiêu đề, đọc luôn câu đầu tiên để nắm bắt xem cái bài đấy đang nói về nội dung gì đúng không ạ? Rồi, bài này là gì? 新型コロナウイルスが流行し始めてから マスクをつけるっていう行為はどこの国でも一般的なことになった. Đó, là gì ạ? Kể từ sau khi mà cái dịch corona nó làm sao nó hoành hành, đúng không? Nó hoành hành thì cái việc, cái hành vi đeo khẩu trang, cái việc đeo khẩu trang ấy, nó đã trở thành một cái chuyện rất là phổ biến, rất là phổ thông, đúng không? Một chuyện rất là phổ biến ở tất cả các quốc gia. Ở quốc gia nào cũng thế, chuyện đeo khẩu trang nó là một cái chuyện rất là bình thường, rất là phổ biến luôn, đúng không? Đấy, rồi, ba chấm, tuy nhiên này, thấy tuy nhiên không? Tuy nhiên ở Nhật thì thế nào đấy, đúng không? Và vị trí đục lỗ đầu tiên của chúng ta nằm ở đây. Đó, vậy thì chúng ta sẽ đọc cái câu có liên quan đến nó từ đây, đúng không? Đó, dài nhiều. Đúng là N2 có khác. Đúng là N2 có khác, cái câu nó dài hẳn đi, đúng không? Các bạn đã đọc và chọn được đáp án chưa ạ? Okuwa kaze o hoka no hito ni utsushitaku nai kara kafunsho de masuku o shite inai to kushami ga tomaranai kara という kenkou men no ryū kara. Da ga, maza, đúng không? Tức là phần lớn mọi người thì sẽ đưa ra những cái lý do về mặt sức khỏe, đó là gì đây? Đó là vì là nếu mà không đeo, đúng không? Tức là vì là họ không muốn lây cái cảm cúm sang cho người khác này. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai thì họ giải thích là vì là họ bị dị ứng phấn hoa, nên nếu mà không đeo khẩu trang ấy thì làm sao? Thì sẽ không hắt, ý là sẽ hắt hơi không ngừng ấy, bị sổ hắt hơi, sổ mũi không ngừng ấy. Được chưa? Đấy là những cái lý do về mặt sức khỏe mà người ta nêu ra cho giải thích cho cái việc tại sao họ lại đeo khẩu trang, đúng không? Rồi, ba chấm này, Naka nhỉ bạn, trong số đấy thì cũng có những người, đúng không? Cũng có những người, người ta đeo khẩu trang với cái lý do đó là vì họ cảm thấy ngại với cái việc là bị người khác nhìn thấy mặt của mình. Đó, Long Sàng chọn 1 này, Odoroku beki nara. Tiến Mạnh chọn 3, Odoroita nara. Hai bạn đều chọn nara. À, hai mà ha. À, đúng rồi. Vân Sàng chọn 2 à? Odoroita dake ni. Thấy ba bạn chọn đáp án. Mỗi bạn chọn một đáp án. Chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ xét những cái đuôi này trước này mọi người. Động từ nó giống nhau rồi đúng không? Đều là ngạc nhiên. Đấy. Trong số đó thì cái gì đó ngạc nhiên? Đó là cũng có những người ta đưa ra cái lý do để đeo khẩu trang, đó là ngại vì không muốn người khác nhìn thấy mặt mình. Đúng không? Thì chúng ta sẽ xem là những cái mẫu câu ngữ pháp nào nó sẽ nối được cái đoạn này, nối được cái nội dung này. Nara là nếu, đúng không mọi người? Hai cái này đều là nếu. Thể hiện cái sự, cái gì ạ? Điều kiện. Được chưa? Bên này là dake ni, chính vì, thể hiện mối quan hệ, nguyên nhân, kết quả. Chính vì như thế nào đó, thế nên là sao câu 4 cũng đúng nhỉ? Thế tại sao không phải là câu 4 đúng? Rồi, odoroku beki koto ni. Đó, koto ni là gì? Thật là, thể hiện cảm xúc ấy. Thật là gì đấy? Đây là mẫu câu gì nhỉ? Beki koto ni đúng không? Thật là đáng ngạc nhiên. Đó, thật là đáng ngạc nhiên. Chính vì đã ngạc nhiên, nếu mà đã ngạc nhiên thì cái nào đúng mọi người? Cái nào đúng nhỉ? Nào, bây giờ mình dịch xong rồi. Hận Lê chọn 4 đúng không? Dịch xong rồi, bây giờ mọi người chọn xem nào. Chọn thử xem có đúng chưa? Chọn thử xem có quay xe gì không nào. Có mỗi bạn Hận Lê chọn được đáp án số 4 thôi. Rồi, ok. Quay đâu nhỉ? Câu này của chúng ta sẽ là đáp án số 4 nhá. Rồi, Linh Sàng chọn 4 đúng không ạ? Odoroku beki koto ni. Thật là đáng ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên. Đúng không? Vì sao? Vì trong số đó thì cũng có những người, người ta đưa ra cái lý do cho việc đeo khẩu trang, đấy là không muốn người khác nhìn thấy mặt mình vì thấy xấu hổ. Đúng không? Vì thấy xấu hổ. Đấy. Về cơ bản thì đang nói về cái việc là sau khi cái dịch corona nó
nó diễn ra đúng không? Thì tất cả các nước ở trên thế giới đều mọi người đều đeo khẩu trang, coi đấy một cái lẽ đương nhiên, điều đấy rất chuyện đấy rất là phổ biến. Nhưng mà riêng ở Nhật thì nó hơi khác một chút, đúng không? Ở Nhật thì hơi khác một chút. Từ trước khi cái dịch corona nó xảy ra, nó bắt đầu ấy, thì cái việc mà người Nhật người ta đeo khẩu trang ấy, nó không phải là cái chuyện hiếm nữa, đúng không? Người ta đưa ra những cái lý do về mặt sức khỏe như là không muốn lây cúm cho người khác này, rồi tôi bị dị ứng phấn hoa nên là không đeo khẩu trang thì tôi hắt xì hơi liên tục á, kiểu vậy đấy. Nhưng mà cái điều mà khiến tôi ngạc nhiên nhất, cái điều mà đáng ngạc nhiên nhất ấy, đó là gì ạ? Là cũng có những người người ta lại đưa ra cái lý do về việc đeo khẩu trang đấy là à, tôi ngại khi mà người khác nhìn thấy mặt tôi đó, được chưa? Rồi quay xe chưa? Đấy là câu đầu tiên mọi người nhá. Tiếp theo câu số 2 nó nằm ở đây. Câu số 2 nằm ở đây. Đó. Được chưa nào? Câu này là gì ạ? 確かに. Quả nhiên là 口元や鼻の形に自信がなければ隠してしまえばいい という 考えは理解できる hay できない. Là có thể hiểu được cho hay là không thể hiểu được cái chuyện đấy. À, quả nhiên là cái từ 確かに này chắc chắn là mình sẽ phải đi với cái việc gì đấy. À đúng cả, đúng không? 確かに. Quả nhiên là cũng có thể hiểu được cho cái việc đấy chẳng hạn, đúng không? Rồi, cái này là gì ạ? Nếu mà mình không cảm thấy tự tin, nếu mà không có tự tin về cái dáng mũi này hay là cái khuôn miệng của mình, đúng không? Thì cái suy nghĩ rằng là giấu nó đi thì hơn ấy, giấu nó đi thì hơn ấy, thì làm sao? Cũng có thể lý giải được, đúng không? Cũng có thể lý giải được. Vậy thì bốn đáp án này của chúng ta, đáp án nào sẽ là cái đáp án có thể thỏa mãn được cái điều kiện về mặt ý nghĩa ở đây? Đó. Số 1 là gì? Dekiru ni koshita koto wa nai. Mokou ni koshita koto wa nai. Là gì nhỉ? Tốt nhất, đúng không? Không có cũng không sao, nhưng có sẽ tốt hơn. Ý là có tiền thì vẫn tốt hơn, đúng không? Rồi, tiếp theo. To wa kagira nai. Chưa chắc, đúng không? Chưa chắc là người Nhật thì đã biết hiểu rõ về tiếng Nhật đâu, chẳng hạn như vậy. Rồi, tiếp theo là nai de mo nai. Không phải là không, đúng không? Không phải là không thể. Số 4 là so ni mo nai. Không có vẻ gì là có thể, chắc là không thể đâu. Rồi. Tiến Mạnh chọn 3 đúng không? Deki nai de mo nai. Vân Sảng cũng chọn 3. Rồi, Kaka Linh chọn 3, Bảo Long 3, Hôn Lê 3, Hùng Sảng 3. Rồi, Huy Hoàng 3. Ok chưa? Chính xác. Ôi, tôi chết rồi. Đó, deki nai de mo nai không phải là không thể, tức là không phải là chúng ta, không phải là tôi không thể hiểu được cho cái việc, cho cái việc đó, cho cái việc là à, khi mà mình không có tự tin về dáng mũi, về khẩu hình miệng của mình ấy, thì mình sẽ có cái suy nghĩ rằng là mình muốn giấu nó đi, mình muốn che nó đi, đeo khẩu trang vào á. Được chưa nào? Rồi, ok nhá. Rồi, tiếp theo. Câu số 3. Câu số 3 ở đây là một chỉ từ, đúng không? Chỉ từ konna, kono, sonna và sono. Thì chúng ta sẽ đọc cái câu đấy. Nihon no genkyu ni omoshiroi jikken ga aru. Tức là trong cái nghiên cứu của Nhật ấy, thì họ có một cái thí nghiệm, một cái thực nghiệm thú vị. Thú vị. Thú vị như thế này. Thú vị này. Thú vị như thế. Hay là thú vị đó. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải đọc câu trước xem là có cái thực nghiệm, cái thí nghiệm gì chưa. Nếu như chưa có thì mình sẽ đọc thêm ở đằng sau nhá. Deva jisai ni masuku o tsukeru to kao no miryoku wa masuku o tsukeru koto niyotte dou kawaru no darou ka. Đó. Vậy thì đúng không? Vậy thì khi mà thực tế khi mà chúng ta đeo khẩu trang vào thì liệu rằng là cái sức hút, cái sự thu hút trên khuôn mặt của chúng ta sẽ có thay đổi như thế nào bằng hay là do cái việc đeo khẩu trang đấy? Tức là khi chúng ta đeo khẩu trang vào thì cái sức hút trên gương mặt của chúng ta nó sẽ có sự thay đổi như nào? Nó sẽ thu hút hơn hay nó sẽ bớt, giảm bớt cái sự thu hút đi? Ý là như vậy, người ta đặt ra câu hỏi, đúng không? Trước đấy đã có xuất hiện cái dịch kết nào chưa? Chưa. Đúng không? Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ đọc tiếp đằng sau. Đọc tiếp đằng sau. Mask をしている状態としていない、としていない状態の顔の写真をそれぞれ別のグループの人に見せて、その顔の魅力の程度によって点数をつけるという実験だ。Đó là cái thực nghiệm như thế này này. Người ta bắt đầu gì nhỉ? Người ta giải thích về cái thí nghiệm thú vị mà ở Nhật họ đã nghiên cứu. Đó, vậy thì chúng ta có thể điền được cái chỉ từ nào là một cái thí nghiệm thực tế thú vị như thế này và đằng sau đấy người ta chỉ ra, hay là này đằng trước có xuất hiện không để sử dụng cái từ kono này
Không đúng không? Không xuất hiện cái tên thí nghiệm nào, không xuất hiện cái thí nghiệm nào cả đúng không? Sono đó cũng chưa không, bên đằng trước cũng không xuất hiện, không sử dụng được này. Sona như thế. Như thế trước đấy cũng không nhắc đến nên là không sử dụng được, nên chỉ có thể sử dụng được số mấy đây? Số mấy đây? Ichiban desu ne. Ichiban desu. À, konna có cái thí nghiệm thú vị như thế này. Như thế này là như thế nào và đằng sau người ta có giải thích. Nó chính là cái thí nghiệm thế này. Thế này là gì đấy ạ? Là người ta sẽ cho những cái người trong những cái nhóm khác nhau xem những cái bức ảnh của gương mặt ở trong hai trạng thái, một là trạng thái có đeo khẩu trang và hai là cái trạng thái không đeo khẩu trang. Đấy, cùng một người nhưng một bức ảnh là đeo khẩu trang và một bức ảnh là không đeo khẩu trang. Được chưa? Và họ sẽ chấm điểm tùy vào cái mức độ gì đấy cuốn hút hay là thu hút của những cái gương mặt đó thông qua những cái bức ảnh được cho xem. Được chưa? Đó, rồi, ok. Hai, tiếp theo là câu số 4 nhá. Câu số 4 ở đây. Mask 3 chấm. Mẫu câu ở đây là 니요르, 니요레바, 니스타가테 và 토토모니. Một ngữ pháp đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đọc nó. Từ trên luôn. Từ câu đầu này luôn mọi người ạ. Từ đây luôn, nó là bắt đầu từ đầu luôn đúng không? Sono kekka, kết quả của việc đó là, tức là kết quả của cái thí nghiệm đó là gì? Nan ni mo tsukete inai kao, tsumari sugao ga miryokuteki da to ninshiki sareru hito wa masuku niyotte miryoku ga sagari sugao no miryoku ga hikui hito wa masuku machamacha kouka ga nai koto ga wakatta. Tức là kết quả của việc đó thì đã đưa ra là đã giúp chúng ta hiểu được một cái thông tin là đúng không? Là gì đấy? Những cái người mà được đánh giá là có cái gương mặt mộc sugao đúng không? Có cái gương mặt mộc rất là đẹp, mì điều cử rất là cuốn hút. Nói cách khác là một cái gương mặt không đeo khẩu trang ấy. Được chưa? Một cái gương mặt mộc nói cách khác là một cái gương mặt không đeo khẩu trang ấy thì được đánh giá là cuốn hút, đúng không? Thì khi đeo khẩu trang vào, cái sức hút đấy nó giảm xuống, tức mặt mình đang đẹp. Đúng không? Được đánh giá là đẹp. Nhưng khi đeo khẩu trang vào thì cái vẻ đẹp đấy nó bị giảm xuống. Rồi. Còn những cái người mà có cái sức thu hút, cái sự cuốn hút ở cái gương mặt mộc nó hơi thấp một chút đúng không? Nó thấp. Thì cái khẩu trang cũng không có hiệu quả gì hết. Tức là mặt chúng ta không đẹp lắm đúng không? Đó, thế nhưng mà khi chúng ta đeo khẩu trang vào nó cũng không khiến mặt chúng ta đẹp lên. Đấy, nó tức là nó khẩu trang không có tác dụng gì trong cái việc tăng cái sự cuốn hút của chúng ta lên cả. Được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì? Nhiều đự này. Do, bởi, bằng, vì, tùy theo, rất là nhiều nghĩa đúng không? Niyoreba. Niyoruto, niyoreba đúng không? Là tùy theo cái danh từ nào đấy mà đằng sau sẽ là những cái mẫu câu thể hiện cái sự nghe nói. Nghe nói là sodashi toyukoto chẳng hạn. Đúng chưa? Đó nên là cái đáp án này mình có thể loại bỏ luôn. Tiếp theo ni shitagatte là làm cái gì đó theo cái danh từ nào đấy. Đúng không? Thì cũng không phù hợp. Và totomoni là cùng với thì cũng không phù hợp đúng không? Rồi, ok. Niyoru đúng không? Masuku niyoru kouka ga nai koto ga wakatta. Tức là không có cái hiệu quả nào từ hay là bởi đúng không? Bởi cái mask, cái khẩu trang đó cả. Cái khẩu trang nó không có cái tác dụng gì cả. Được chưa nào? Rồi. Và cuối cùng câu số 5 của chúng ta nằm ở đây. Nó cũng là một từ nối nhá mọi người nhá, một từ nối. Vậy thì chúng ta sẽ phải đọc câu đằng trước. Câu đằng trước và câu đằng sau rất là cả đoạn này luôn. Dài quá ha. Rồi. これは素顔が魅力的な人はその魅力的な部分がマスクで隠してしまったりマスクをすることで不健康に見え相手に良くない印象を与えることが理由だと考えられている。Tức là cái này thì mọi người cho rằng cái nguyên nhân của cái việc này là do gì đấy?Những cái người mà có gương mặt mộc rất là cuốn hút ấy thì làm sao? Thì họ sẽ làm sao nhỉ? Thì cái phần cuốn hút đó, cái sự thu hút đó của họ bị giấu đi, bị che đi bởi cái khẩu trang mất rồi. Và mọi người sẽ trông họ sẽ không được khỏe mạnh cho lắm do việc đeo khẩu trang. Đúng không? Đeo khẩu trang bạn trang vào cảm giác như ốm yếu thế nào đấy. Đúng không? Nên là đã gây ra hay là đưa ra những
làm sao đưa ra hay là gây ra những cái ấn tượng không tốt với đối phương. Và khi mình nhìn một cái bức ảnh đúng không, thấy họ đeo khẩu trang thì mình cảm giác họ không được khỏe khoắn cho lắm, nên là gây ra cái ấn tượng không tốt, nên mình cảm thấy là không được cuốn hút lắm, kiểu như vậy. Đó, ba chấm này. Mask off cái tém dù là đeo khẩu trang thì cũng không có hiệu quả gì tốt lắm đúng không, với cái vẻ ngoài hay là với cái ngoại hình của mình. Đó, nó đang tổng kết lại đấy, đang tổng kết lại nội dung. Vậy thì chúng ta có 4 từ này, sode demo dù là vậy, tashika nếu không nhầm thì, yosuru ni hay là tương tự với cái từ tsumari là tóm lại là nói cách khác là. Và 4 là so ieba là nói mới nhớ, nhắc mới nhớ. Nói mới nhớ, nhắc mới nhớ. Vậy thì chúng ta sẽ có thể chọn được đáp án nào ở đây mọi người? Câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án số mấy ạ? Ở đây người ta đang tổng hợp đúng không? Người ta đang tổng kết vấn đề lại. Từ nãy đến giờ thì người ta đang nói về một cái thí nghiệm nào đó rất là thú vị, về việc là cho mọi người xem những cái bức ảnh của những cái người mà người ta trong hai trạng thái đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang, để đánh giá xem là cái nào thì sẽ có thu hút hơn hay đẹp hơn như thế nào đó đúng không? Và kết quả thì chỉ ra là những cái người mà có khuôn mặt mộc đẹp sẵn ấy, thu hút sẵn ấy, thì khi đeo khẩu trang vào thì cái vẻ đẹp đấy, cái sự thu hút đấy nó bị giảm đi. Còn ngược lại những cái người mà vốn dĩ mặt không được thu hút lắm thì dù có đeo khẩu trang vào nó cũng chẳng có hiệu quả gì cả. Đấy, rồi, đúng không? Rồi, ok. Tiến Mạnh chọn 3 này, Cà Ca Linh chọn 3, Bảo Long chọn 3, ngày mai chọn 3. Ok nhá, đáp án của chúng ta là đáp án số 3, yosuru ni, đúng không? Yosuru ni, tóm lại là, hay nói cách khác là, rồi chính xác, nói túm lại là, đúng không? Đấy, túm lại là, nhá, kết cục của chúng ta là như vậy. Trần Anh Minh chọn 4 này, soyeba, nhắc mới nhớ, đang nói câu chuyện này đúng không? Thì tự nhiên mình nhớ ra một cái gì đấy, hay là người ta đang nói gợi ý đến một cái gì đấy và mình nhớ ra, cậu nhắc từ mình nhớ đấy, xong bắt đầu nói sang một cái chủ đề khác, thì khi đấy mới dùng là cái soyeba, nhá, khi đấy mới dùng soyeba, được chưa? Đó, thì đấy là về cơ bản cái bài đục lỗ này ấy, thì chúng ta sẽ xác định theo dạng bài, đúng không? Chúng ta xác định xem chủ đề của nó sẽ nói về chủ đề gì trước. Sau đấy chúng ta sẽ nhìn vào vị trí, từng cái vị trí đục lỗ này, xác định từng dạng bài. Và cái việc trước tiên chúng ta cần làm sau đấy là sẽ đọc cái câu có chứa cái phần đục lỗ trước. Đối với những, riêng đối với những cái bài mà là những cái bài từ nối hoặc liên từ ấy, thì chúng ta bắt buộc phải đọc cả câu trước và câu sau luôn, thì chúng ta mới có thể chọn được cái đáp án, đúng không? Chọn được cái đáp án phù hợp để điền vào. Tashika, tashika là gì nhỉ? Nếu không nhầm thì, phán đoán đấy. Nếu không nhầm thì cái cửa hàng đấy nó ở chỗ này này. Nhá. Thì đây, nó có phải phán đoán không? Nó là một cái phần tổng kết, đúng không? Tổng kết, từ nãy giờ người ta nói về kết quả đấy. Và người ta nói lại là, túm lại là, nói cách khác là, đúng không? Đó. Rồi, phần trên người ta nói này, phần trên người ta nói, những cái người mà có gương mặt mộc rất là cuốn hút ấy, đúng không? Thì khi mà đeo khẩu trang vào thì làm sao? Khi đeo khẩu trang vào thì cái sự cuốn hút đấy nó bị làm sao nhỉ? Nó bị che giấu đi và trông sẽ cảm giác không được khỏe khoắn cho lắm, nên là gây ra những cái ấn tượng không tốt với đối phương, với người xem ấy. Đấy, nói cách khác là dù là chúng ta có đeo khẩu trang hay chăng nữa đúng không, thì cũng chẳng có hiệu quả gì đẹp hay là cái hiệu quả gì tốt cho cái ngoại hình của chúng ta đâu. Rồi, ok. Ok nhá. Câu 1 thì sao? Sore demo á, sore demo không thể ghép vào đây được, đúng không? Sore demo không thể ghép vào đây được. Dù là như vậy, đây là hai cái nội dung khác nhau mà. Nó làm sao mà dù là như vậy được? Đúng chưa? Phía trên là tổng kết về việc là những người có sức thu hút thì họ đang bị giấu đi những cái vẻ đẹp trông rất là phù kênh cộ, đúng không? Và gây ra những ấn tượng không tốt. Và ở phía dưới thì nói về, tóm lại một lượt nữa về cái việc là đeo khẩu trang cũng không có hiệu quả gì về cái ngoại hình của mình. Được chưa? Ok. Đó, thì mọi người có thể lưu ý về cái cách làm bài này và cần phải luyện tập thật nhiều và cố gắng đừng bỏ cái dạng môn này mọi người nhá. Vì thường là mọi người sẽ bỏ nhiều cái dạng bài này hay là chọn bừa nhiều, nên là đôi khi cái bài như đề GLPT đúng không? Mọi người biết là người ta sẽ tính điểm theo xác suất, nên là khả năng những cái bài mà bị bỏ qua hay là bị sai nhiều như thế này thì khả năng điểm của nó sẽ cao nhá. Thì mọi người cố gắng luyện tập thật là nhiều cái bài này để mình sẽ ăn điểm ở đây. Được chưa? Ok. Rồi, otsukaresama deshita. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay.